Trong đời sống xã hội, chữ hiếu đối với nhiều người được xem như một bản giao ước tình cảm, là sự biết ơn và tôn trọng không ngừng đối với các đấng sinh thành. Điều này không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một nét đẹp tâm hồn, là sự liên kết không gian và thời gian giữa các thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái. Tuy nhiên hiện nay cuộc sống mưu sinh dường như ngày càng vội vã, xô bồ. Những câu chuyện cha mẹ bị con cái bạc đãi vẫn thường diễn ra và luôn khiến ai ai cũng phải xót xa. Mới đây, câu chuyện về một cụ ông sau khi đã sang tên nhà cho con cháu lại bị con trai và con dâu tìm mọi cách để đẩy ra ngoài giữa trời giá rét đã khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng. Sau khi chuyển quyền sở hữu căn hộ cho cháu nội, một cụ ông 86 tuổi sinh sống tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn khi con trai và con dâu đã đuổi ông ra khỏi nhà vào một ngày đông giá rét. Hiện nay, cụ ông chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Được biết, cụ ông này từng làm giảng viên tại một trường đại học. Nhờ vào những đóng góp đáng kể của ông trong lĩnh vực giáo dục, nhà trường đã tặng cho ông một căn nhà tại quận mới phố Đông của thành phố Thượng Hải vào những năm 1990. Tuy nhiên, thay vì sự ấm áp và ổn định, an hưởng tuổi già bên con cháu, cuộc sống của cụ ông này giờ trở nên phức tạp và đầy rủi ro trước sự đối đầu với con trai và con dâu. Việc bắt đầu cách đây vài năm, cụ ông trải qua một thời kỳ khó khăn khi phải nhập viện để phẫu thuật do đột quỵ và sức khỏe của ông giảm sút rất nhanh. Do lòng tham muốn chiếm đóng căn nhà của cha mẹ, con trai và con dâu đã lên kế hoạch để ông bà có thể sang tên cho cháu trai, ám chỉ rằng sớm muộn căn nhà sẽ thuộc về con cháu. Vợ chồng con trai bắt đầu thảo luận với ông về việc chuyển những tài sản sang tên cháu trai nhằm giảm bớt những vấn đề phức tạp có thể xảy ra sau này. Mặc dù cụ bà đã cảnh báo chồng nhiều lần về rủi ro của quyết định này, nhưng ông vẫn bị con trai và con dâu thuyết phục. Cuối cùng, căn nhà thân thương gắn với bao kỷ niệm của cụ ông đã chuyển sang tên của cháu trai theo ý muốn của họ. Ông nghĩ rằng dù sao, sau khi ông không còn thì tài sản cũng sẽ dành cho con cháu, nên việc chuyển trước cũng không sao cả. Ông tin tưởng rằng con trai mình không phải là kẻ bất hiếu. Sau khi xuất viện, ông không thể leo cầu thang do sức khỏe yếu đuối. Thấy vậy, theo gợi ý của con trai và con dâu, ông quyết định cho người khác thuê nhà và dùng tiền thuê đó để chọn một căn hộ ở khu dân cư. Tuy nhiên, không ngờ rằng con trai ông lại bất ngờ tuyên bố bán nhà để mua biệt thự. Điều này khiến ông lo lắng vì căn nhà là tài sản duy nhất của ông và việc bán nó đồng nghĩa với việc là mất đi nguồn thu nhập từ việc cho thuê. Ông cố gắng thuyết phục con trai không bán nhà, nhưng những lời đề nghị của ông không được lắng nghe, thậm chí bị nói xấu. Sau đó, con trai ông đến gặp người thuê nhà, yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê. Người thuê nhà ngay lập tức yêu cầu ông đền bù hợp đồng. Với khả năng tài chính hạn chế, hai vợ chồng ông không còn cách nào khác, phải dọn về nhà cũ. Và ngày sau, khi hai ông bà ra khỏi nhà và trở về, họ phát hiện khóa cửa đã bị thay đổi. Bị nhốt ngoài cửa, không liên lạc được với con trai và con dâu. Đêm đó, hai ông bà phải chịu đựng cái lạnh của đêm dài. Đau lòng hơn, khi con trai và con dâu xuất hiện, họ mang theo giấy chứng nhận bất động sản và tuyên bố rằng căn nhà thuộc về con trai của họ và ông bà không có quyền ở đó. Phẫn uất trước hành động của con trai và con dâu, ông cụ ngã quỵ và được đưa đi cấp cứu. May mắn thay, ông vượt qua được cơn nguy hiểm và cảnh sát đã giúp đỡ ông. Tại đồn cảnh sát, ông cụ tâm sự rằng ông cả đời dạy dỗ giáo dục sinh viên luôn cho rằng chuyện gia đình nên giữ bí mật và bảo vệ lẫn nhau. Nhưng đau lòng hơn, dao sắc không gọt được chuôi. Con trai của ông lại là người bất hiếu. Hiện tại, ông không còn cách nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ giới truyền thông. Khi được phỏng vấn, ông cụ thừa nhận có lẽ trước đây ông đã quá chiều chuộng con cháu nên mới rơi vào hoàn cảnh này. Ông cho rằng việc này xảy ra do trước giờ ông bà luôn chăm lo mọi thứ cho con trai, từ học hành, công việc đến việc mua nhà, tổ chức tiệc cưới, vay tiền cho con trai ông làm ăn. Sau khi cháu trai chào đời, ông bà còn thuê vú em và giúp vợ chồng con trai chăm sóc. Không ngờ con trai ông lại cho rằng mọi thứ anh này có là chuyện đương nhiên. Hiện hai vợ chồng già sống trong một ngôi nhà khách quốc doanh và nung nấu ý định đâm đơn kiện gia đình con trai. Cụ ông nói rằng ông không muốn ra tòa cùng con trai mình và càng không muốn xích mích với cháu trai. Tuy nhiên, để đấu tranh sinh tồn, ông chỉ có một sự lựa chọn là nhờ đến luật pháp. Và câu chuyện đau lòng vừa rồi không chỉ là một cảnh báo mà còn là một lời nhắc nhở về đạo hiếu trong gia đình. Và câu chuyện cũng đưa ta trở lại một sự kiện mấy năm trước khi một cụ bà 85 tuổi ở Trung Quốc đã phải chết cóng trên chiếc ghế đá và dân làng đã quyết định đệ đơn kiện đối với bốn người con trai bất hiếu của bà. Thưa quý vị, sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Cụ bà bất hạnh tên là
Tạ Trường Anh được phát hiện chết cóng trên một chiếc ghế đá trong làng vào năm 2014. Điều này khiến xóm giềng vô cùng phẫn nộ. Cả làng quyết định cùng nhau ký vào một lá đơn kiện yêu cầu tòa xử bốn người con trai bất hiếu của cụ Tạ Trường Anh vì tội ác bỏ rơi mẹ già. Một ngày giá lạnh vào ngày 2 tháng 1 năm 2014, một người dân ngẫu nhiên phát hiện một cụ già ngồi im trên chiếc ghế đá. Đến điểm kiểm tra, người này kinh ngạc nhận ra rằng cụ bà không còn thở nữa. Hốt hoảng, anh ta ngay lập tức báo cho cảnh sát về tình trạng này. Cảnh sát xác định nạn nhân là cụ Tạ Trường Anh, một người dân trong làng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không có ai xuất hiện để nhận thi thể của cụ, mặc dù cụ Trường Anh có đến bốn người con trai. Tình huống này khiến cảnh sát sinh nghi về cái chết của cụ và quyết định tiến hành thu thập thông tin để làm sáng tỏ chi tiết về cuộc đời của người quá cố. Thường thì khi cảnh sát điều tra một vụ án, người dân thường giữ im lặng vì tâm lý ngại phiền lụy liên quan. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người dân trong làng không ngần ngại kể về cuộc sống khó khăn của cụ Tạ Trường Anh, mở ra một khía cạnh hoàn toàn khác biệt trong cuộc sống và xã hội. Bà cụ Tạ Trường Anh có tổng cộng là 7 người con, gồm 3 con gái và 4 con trai. Theo truyền thống người Trung Quốc, trách nhiệm chăm sóc mẹ già thường rơi vào vai con trai. Việc phụng dưỡng cha mẹ bởi con gái thường ít xuất hiện vì mọi người thường nghĩ rằng điều này sẽ làm mất mặt con trai. Khi các con gái của bà cụ Tạ Trường Anh muốn chăm sóc mẹ, bốn người con trai đã phản đối mạnh mẽ. Mặc dù đồng ý chịu trách nhiệm, nhưng cả bốn người con trai đều không thực hiện tròn trách nhiệm của mình, dẫn đến cái chết bi thương của bà trên chiếc ghế đá ven đường. Theo lời khai của bốn người con trai, họ đã đẩy trách nhiệm chăm sóc mẹ vì cảm thấy mẹ thiên vị trong việc chia tài sản gia đình. Vụ việc này được đưa ra ủy ban thôn và bốn người con trai đã ký một hiệp ước chăm sóc, trong đó mỗi người sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ trong 1 tháng. Sau đó bà cụ sẽ chuyển đến nhà con trai tiếp theo. Tuy nhiên, sau hiệp ước này, họ tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm của mình. Dân làng quen thuộc với hình ảnh mỗi đầu tháng bà cụ Tạ Trường Anh tự mình di chuyển đồ đạc để tìm nơi ở mới. Mỗi lần điều này xảy ra, cư dân đều chỉ trích bốn anh em, nhưng họ lại phớt lờ những lời chỉ trích đó. Vào sáng 1 tháng 1 năm 2014, cô con dâu thứ tư đã sớm chuẩn bị bữa sáng cho cụ Tạ Trường Anh và yêu cầu cụ chuyển đến một nơi khác ngay sau bữa ăn, vì thời gian phụng dưỡng của cô đã kết thúc. Tới nhà con cả, bà cụ gặp khó khăn khi cửa bị khóa, không có nơi nào để trú ẩn. Cô đã tìm đến người con trai thứ hai và thứ ba, nhưng đều bị từ chối với lý do là chưa đến thời điểm phụng dưỡng của họ. Bị cả bốn đứa con trai bất hiếu đuổi ra khỏi nhà, bà cụ đáng thương phải lang thang trên đường. Một người trong làng đã chứng kiến và mời cụ vào nhà, cung cấp nơi trú ẩn và bữa ăn. Tuy nhiên, vì không muốn làm phiền gia đình họ, cụ quyết định rời đi và tiếp tục lang thang trên đường. Cuối cùng, bà cụ lìa khỏi cõi đời trên chiếc ghế đá giữa trời đông. Ban đầu, dân làng và cơ quan chức năng tin rằng cụ bà đã qua đời vì lạnh. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát thông báo rằng nguyên nhân của cái chết là do chấn thương sau một cú ngã. Vì dân làng đã cùng nhau ký vào đơn kiện bốn người con trai bất hiếu, vụ án đã được xét xử công khai. Người con trai cả bị kết án 2 năm tù, trong khi ba người còn lại phải gánh mức án là 1 năm 6 tháng tù giam. Hai câu chuyện đầy xót xa trên đã khiến dư luận Trung Quốc vô cùng bức xúc, và không chỉ ở đất nước tỷ dân, bất kỳ hành động bất hiếu nào cũng bị người dân trên khắp thế giới lên án. Bởi với bất kể ai có lương tri thì lòng hiếu thảo đối với cha mẹ và việc chăm sóc cha mẹ là một trách nhiệm và cơ hội quý báu để đền đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng. Cuộc sống hiện đại với sự hối hả và áp lực từ nhiều phía thường khiến cho việc dành thời gian để quan tâm và chăm sóc ông bà cha mẹ trở nên khó khăn hơn. Nhưng qua những câu chuyện đau lòng này, chúng ta nhận ra rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, lòng hiếu thảo và tình yêu gia đình càng nên được trân trọng và duy trì. Đó không chỉ là một trách nhiệm mà còn là cơ hội để trân trọng những khoảnh khắc quý báu bên những người thân yêu. Thưa quý vị và các bạn, đêm 15 tháng 12 năm 2023, mạng xã hội bỗng dậy sóng trước thông tin một cụ bà ở Phú Thọ bị con trai và con dâu đuổi ra khỏi nhà sau khi lừa chiếm hết tài sản và bán đất của cụ. Xuất hiện trong những video được đăng tải là hình ảnh một cụ bà ngồi ăn bên đống gạch cùng di ảnh của người chồng quá cố, khiến tất cả không khỏi xót xa. Trong khi đó thì người con dâu cho rằng đó là những hình ảnh được anh em họ hàng dàn dựng với mục đích gây sức ép đối với vợ chồng chị để lấy lại một số tài sản, chủ yếu là đất đai sau khi mẹ đã trao tặng cho người con trai duy nhất trong nhà. Và mảnh đất đó cũng đã được bán đi với giá trị xấp xỉ vào khoảng 3 tỷ đồng. Vậy câu chuyện thực tế như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Căn nhà 3 tầng khang trang này là của gia đình anh Vũ Văn Quyết và chị Nguyễn Thị Thanh Lịch tại thôn 6, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngay bên cạnh là căn lều mới được hàng xóm của gia đình anh Quyết dựng lên để cho mẹ anh Quyết là bà Nguyễn Thị Loan tạm ở gần một tuần nay sau khi có thông tin bà bị con trai và con dâu đuổi khỏi nhà. Khu đất hơn 600m² gồm một căn nhà xây kiên cố và mảnh vườn này trước đây là nơi sinh sống của gia đình bà Nguyễn Thị Loan. Năm 1998, mảnh đất này được vợ chồng bà Loan tách thành hai phần. Một phần thuộc sở hữu của vợ chồng bà Loan, phần còn lại hơn 300m² cho con trai Vũ Văn Quyết. Sinh được 4 người con gồm một trai và 3 gái. Năm 2011 chồng mất, bà Loan sinh sống cùng gia đình con trai. Cũng trong năm 2021, bà Loan và gia đình anh Quyết làm thủ tục chia lại đất. Vợ chồng anh Quyết sở hữu hơn 300m² quay ra đường lớn như thế này. Phần đất còn lại cùng ngôi nhà được bà Loan trao tặng cho con trai anh Quyết. Tuy vậy, bà Loan cho rằng từ khi cho đi phần đất của mình, gia đình con trai đã thay đổi, không còn chăm sóc bà nữa. Từ đó, bà khởi kiện gia đình anh Quyết để đòi lại mảnh đất. Xong, tháng 4 năm 2023, tòa án thuyết phục hòa giải và bà Loan rút đơn kiện. Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi bà Loan biết được mảnh đất của anh Quyết đã được bán cho người khác và họ tiến hành xây dựng vào ngày 15 tháng 12. Đặc biệt là mảnh đất này lại mang tên mẹ vợ anh Quyết trước khi được bán. Từ hồi mà đã cho nó rồi, cho con rồi, cho cháu rồi đấy nhá, thì bắt đầu nó cứ sinh sự, hết sinh sự nọ, sinh sự kia. Hết chuyện nọ, chuyện kia. Thì bây giờ tôi mới bảo là tại sao từ trước đến nay chưa cho con mà con không thì nó không xử sự như thế. Mà bây giờ này cho con rồi, cho cháu rồi, nó lại xử sự với mình quá đáng thế này. Trước là có người hỏi tôi là có phải con trai bà bán đất không? Thế thì tôi vẫn chối. Thế thì tôi sáng thứ bảy về rồi tôi mới phát hiện ra là khả năng là nó bán thật rồi. Và con trai bán thật rồi. Cho nên là tôi mới phát hiện ra thế thì tôi có đến hỏi cái người mua ấy là tại sao mà xem có thật thế hay không. Thì cái người mua người ta nói rõ với tôi là có, cháu mua rồi. Cháu lấy được sổ đỏ từ hôm 30 tháng 10 ấy rồi. Thế thì tôi mới ớ người tôi ra, tôi bảo tôi chết. Bây giờ cho con trai để con trai làm cửa làm nhà hay ở về sau này chứ ai lại con lại đem bán thế. Thế thì tôi mới có nói mấy cái người mua ấy thì là như thế. Thì cái người mua người ta lại bảo tôi là đây là danh chứng ngôn thuận cháu mua của bà Lan Quyền, tức là dâu ra với tôi. Theo bà Loan, từ khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai, bà thường hay không ở nhà. Lúc thì sang chăm sóc người mẹ hơn 100 tuổi của mình, lúc thì bà tá túc ở nhà hàng xóm. Để về nhà, thường bà Loan sẽ sử dụng lối đi dưới tầng 1 của căn nhà như thế này. Tuy nhiên, theo bà, cửa nhà luôn khóa và chỉ được mở khi có người ở nhà. Con trai thì về này này, có những lúc tôi đi về thì nó khóa tất cả cửa trên cửa ngoài. Ngay tối hôm xưa đây này là nó đến tất cả công an đến nó khóa tất, không có chỗ vào, tôi đành tôi phải ra đống gạch thì tôi ngồi này. Đấy. Có những lúc tôi vẫn đoảng về nhà, đi lang thang đấy nhưng mà vẫn có lúc đoảng về nhà. Bà Loan cho rằng mình bị vợ chồng con trai ngược đãi, không cho sử dụng các đồ trong nhà. Bà cho biết cánh cửa khóa trái này là nơi đựng bình ga. Hay cả khu vực chứa tủ lạnh, máy giặt, đồ thiết yếu của gia đình cũng được khóa lại như thế này. Bà Loan cho rằng khi bà về nhà ở thì người con dâu sẽ đều đi sau giám sát và quay lại hình ảnh của bà để làm bằng chứng rằng vợ chồng con trai không ngược đãi, không đuổi bà ra khỏi nhà. Đến cả việc đổi mã cho chồng, bà Loan cho biết cũng không được làm trong nhà mà phải ra ngoài đường. Cái nhà này, từ khi mà xảy ra mâu thuẫn là tôi không dám ở nhà này nữa. Tại vì thế này này, con dâu áp sát vào mẹ, bà đi ở nhờ đấy, bà ở nhờ thằng Chiến đấy. Cái nhà này là hai mẹ con làm đấy. Đấy. Cho nên là tôi không dám vào. Khi tôi đổi mộ cho chồng tôi hôm 20-21 tháng vừa rồi đây này, là tôi cũng không dám làm trong nhà. Vì nó nhận nhà nó rồi, nó bảo mình đi ở nhờ, thì mình cũng không dám làm. Tôi tắm này, là cái nó cũng rút điện.
tôi nó giữ rút cả vòi nước đi, lên tận trên tầng 3 ấy. Hôm rằm tháng 7 con dâu tôi nó cho tôi ăn một miếng thịt vịt. Nó quay lên nó báo cáo. Hôm mùng 1 tháng 8 tôi kiếm một lưng cơm tôi dỗ mẹ chồng tôi. Nó cũng quay lên nó báo cáo. Hôm tháng giêng vừa rồi đây mùng 8 tháng giêng tôi dỗ chồng tôi. Tôi làm mâm cơm tôi dỗ chồng tôi, nó cũng quay lên nó báo cáo, nó bảo là vợ chồng con cái nhà nó vẫn nuôi dưỡng tôi, vẫn đảm bảo tôi, cho nên là bây giờ tôi không bao giờ tôi nghĩ. Bây giờ nó đưa cái thông tin lên là nó bảo là bây giờ bà về nó nuôi dưỡng tuổi già, ở với nó chung một nhà, ăn cùng mâm, nhưng tôi dính lừa nhiều quá rồi. Tuy vậy, khác với những thông tin bà Loan đưa ra, thì người con dâu Nguyễn Thị Thanh Lịch lại cho rằng không có việc gia đình chị này đuổi bà ra khỏi nhà hay ngược đãi bà Loan. Rất nhiều lần gia đình thuyết phục bà quay trở về nhà, nhưng bà Loan nhất quyết không về. Kể cả từ trước mẹ tôi kiện tôi 2 lần lên tòa, 1 lần lên huyện, 1 lần xuống tỉnh, tòa án đều bác đơn bà đòi đất không đúng với quy định của pháp luật. Thế nhưng cái đạo đức về thì mẹ tôi chuyên môn mẹ tôi gây để cho tôi bức xúc, để chúng tôi để nói lại mẹ tôi, để mẹ tôi cho rằng là gọi người đến để là ngược đãi với cha mẹ đấy. Thế nên là tôi rất nhịn nhục, tôi mời mẹ tôi là về ở với chúng tôi thì mẹ tôi bảo là tao mà về ở với mày thì tao nhục lắm. Tôi bảo là ai cũng có cái va chạm, không ai không. Thế bây giờ mẹ cứ nghĩ thế, không việc gì mẹ phải nghĩ thế cả. Một tí nhỏ nhoi không có đáng là bao nhiêu mà để làm ra những cái việc xích mích rất to. Đây là những hình ảnh thường ngày của bà Loan được chị Lịch, con dâu bà Loan, trích từ camera. Vào rằm tháng 7 năm 2022, gia đình anh Quyết, chị Lịch và bà Loan vẫn sinh hoạt chung với nhau. Những lần bà Loan mâu thuẫn, to tiếng với con trai trong năm 2023 cũng được camera ghi lại như thế này. Trước thông tin bà Loan cho rằng ngày ngày đổi mã cho chồng, bà cũng không được làm dỗ trong nhà thì chị Lịch đã cung cấp những hình ảnh này. Theo đó, ngày đổi mã cho chồng, bà Loan và các con gái của bà vẫn tổ chức làm lễ trong căn nhà như thế này. Còn trước thông tin cho rằng con dâu bà Loan đã cắt quần áo, cắt điện nước sinh hoạt hay khóa những nơi chứa đồ dùng thiết yếu để không cho bà Loan sử dụng thì chị Lịch lại hoàn toàn phủ nhận. Nhà tôi thì chúng tôi đi làm công ty hết, chúng tôi không có nhà. Thế thì mẹ tôi về đến nhà là mẹ tôi mở hết 3 cái cửa, mẹ tôi mở tất ra suốt ngày như thế. Thì chúng tôi không có nhà thì không thể bảo đảm được cái tài sản của chúng tôi và cái vật dụng để chúng cái đồ ăn uống của chúng tôi không thể đảm bảo được. Biết đâu rằng mẹ con mâu thuẫn, mẹ tôi không làm nhưng người khác người ta sẽ làm những cái việc. Thế chúng bây giờ người ta cho cái gì vào thì chúng tôi đi làm về ăn uống vào thì xảy ra những cái việc đó thì ai là người chịu trách nhiệm? Chúng tôi thiệt mạng chứ. Thế nên là chúng tôi phải bảo đảm cái cuộc sống của chúng tôi. Chứ còn tôi vẫn nói rằng là thức ăn ở tủ mẹ cứ lấy mẹ nấu. Gạo đấy mẹ cứ lấy mẹ ăn. Mẹ tôi nói rằng là tao không thèm. Tao không sống người ghét của yêu. Đấy. Tôi nói nguyên văn như thế, mẹ tôi nói như nào tôi nói lại nguyên văn như thế. Còn nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu với pháp luật. Vào ngày 15 tháng 12, rất nhiều người đã tràn vào nhà vợ chồng anh Quyết, chị Lịch vì cho rằng chị này đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà. Cùng với việc vợ chồng anh Quyết đã sang tên miếng đất của mình cho mẹ vợ đã khiến bà Loan vô cùng bức xúc. Trước rất nhiều dị nghị về việc vì sao mảnh đất của vợ chồng bà Loan cho anh Quyết về sau lại mang tên mẹ vợ anh Quyết, thì chị Lịch thừa nhận thông tin này là đúng. Tuy nhiên, chị lại lý giải rằng việc sang tên cho mẹ đẻ theo hình thức cho tặng và làm việc đó là để bảo vệ phần tài sản của vợ chồng mình trước việc bị mẹ chồng suốt ngày đòi đất.
tôi đã cho tặng mẹ tôi và gửi tài sản thôi. Cái này nguyên nhân nảy sinh xuất phát là cũng vì là chúng tôi có tài sản thì chúng tôi bán, thì mẹ tôi bảo là không cho bán, thì bây giờ mẹ tôi giữ lại và mẹ tôi sinh ra, sự ra là đi nói với dân làng là chúng tôi sống đối xử với bà không ra gì, cướp bán tài sản của bà. Thế nhưng thực tế là tài sản của chồng tôi, chứ còn tài sản của bà thì bà cho cháu nội, thì vẫn đất của bà cho cháu nội đấy. Thế bây giờ bà đi kiện vợ chồng nhà tôi để đòi đòi đất của vợ chồng nhà tôi. Mẹ tôi đi kiện tôi, thế bây giờ tôi cũng nghĩ là để tôi giữ tài sản thôi. Đấy, thế thì bây giờ cứ mỗi năm mẹ tôi đi xuống kiện lên huyện, xuống tỉnh, đến lúc tỉnh bên kiểm sát người ta tuyên bác đơn, tòa án hỏi là thế bây giờ có hai phương án, bà rút đơn hay bà vẫn cứ để chúng tôi xử tiếp. Thế thì mẹ tôi bảo là thế thôi cho tôi xin rút đơn. Thế tôi rút đơn thì tôi có quyền khởi kiện lại nữa không? Tòa án nói bất kỳ lúc nào bà muốn khởi kiện lại, bà vẫn có quyền khởi kiện. Thế thì về thì bây giờ cứ mẹ tôi cứ gây những cái mâu thuẫn đối với chúng tôi để mẹ tôi làm những cái để chúng tôi cư xử để nó cho nó không đúng với mẹ tôi, để mẹ tôi cho rằng là gọi người đến là bảo là đây chúng nó ăn ở với chúng tôi không ra gì, ngược đãi. Thế tôi rất là cắn răng nhưng khi tôi nghĩ rằng tôi không thể bảo đảm được cái tài sản của tôi nữa thì không thể giữ được thì tôi bán. Sau khi mảnh đất được nhiều người dân cho rằng mẹ chị Lịch đã bán xấp xỉ 3 tỷ đồng khiến bà Loan nghi ngờ việc mua bán không đúng pháp luật, thì chị Lịch cho rằng việc mua bán này là hợp pháp. Cái việc mua bán thì chúng tôi mua bán đúng với pháp luật, giấy tờ và chúng tôi sẽ làm đúng với pháp luật. Thế còn bây giờ cái việc là chúng tôi, mẹ tôi mua và bán cho ông đấy, thì bà tôi mới bảo là bây giờ cái quyền sử dụng là của chúng tôi, đất của chúng tôi, tài sản của chúng tôi có quyền bán, mua bán. Đấy, cứ đúng với pháp luật là được. Thế còn tôi không làm sai, nếu tôi làm sai thì tôi hoàn toàn chịu với pháp luật. Thế còn cái đúng là mẹ tôi thấy tôi bán đất cho ông Điền thì mẹ tôi mới bê cơm ra ngoài đấy, mẹ tôi ngồi, mẹ tôi mới làm những cái việc như thế. Sau vụ việc, nhiều người dân kéo đến phản đối vì cho rằng vợ chồng anh Quyết đuổi mẹ già ra khỏi nhà, chị Lịch phải lánh về nhà bố mẹ đẻ ở, không dám trở về sống với chồng con. Trước sự việc phức tạp được cho là từ mâu thuẫn đất đai, khi ngày 15 tháng 12 năm 2023, chính quyền xã Đỗ Xuyên nhận được báo cáo của công an xã về việc có công dân chở vật liệu đến xây dựng trên mảnh đất mẹ ruột chị Lịch đã bán, nhưng bà Loan từ đâu về, thấy sự việc và nhất quyết ngăn chặn. Tuy nhiên, phía người chủ hiện tại của thửa đất đem vật liệu đến thì khẳng định đất của họ đã có sổ hồng chính chủ. Cũng từ lúc đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm những hình ảnh cho rằng vợ chồng anh Quyết, chị Lịch chiếm hết đất đai và đuổi mẹ ra khỏi nhà giữa đêm khuya thời điểm cận Tết.